với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Tạ Thiên Hoa, Nguyễn Triều Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Lưu Đan cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất từ Ngộ An, diễn viên Lồng Tiếng, Chí Hiếu, Bích Ngọc, Ý Nhi, Thùy Trang, Bình Nguyên, Anh Luân, Hoài Bảo, Huệ Phụng, Thanh Bình. Kỹ thuật Lồng Tiếng, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thanh Liêm, Đình Luân. Bộ phim Gia đình vui vẻ hiện đại. Đây là bản hợp đồng mua bán của chúng ta, anh hãy mau ký. Để tôi lấy coi đã. Không được, không có thời gian. Dạ hay như vậy. Tôi đọc cho anh nghe nha. Bên A, Hồng Bạch Lam. Bên B, Thi Tử Sơn. Nhằm di chuyển mua bán bạn trai cho thuê. Đôi bên đồng ý ký hợp đồng mua bán với điều khoản như sau. 1. Bên A có thể gọi bên B đề cử phục vụ bất cứ lúc nào. Bên B không thể từ chối và cần phải tới chỗ hẹn trong vòng 15 phút. 2. Bên B phải bảo đảm 100% sẽ đuổi đi hết những kẻ theo đuổi tới bên A. Nếu không, lần mua bán đó coi như bãi bỏ. Bên A không lo bảo hiểm sức khỏe cho bên B, cả tiền khen thưởng, hoa hồng cuối năm và những phúc lợi khác đều không có lo. Hơn nữa, tất cả những chi phí tu sửa đều do bên B phụ trách hết. Tu sửa? Cô thấy tôi bị vết nước hay là bị nhiễu nước vậy? Tôi chỉ là tham khảo hợp đồng bán nhà để mà soạn ra thôi, cho nên đã đánh dư một chút. Nói tóm lại thì cũng là cỡ đó, một năm sống một năm chết, có vấn đề gì không? Đâu có vấn đề gì. Điều kiện của cô khắc khe như vậy, hợp đồng năm đầu chưa mãn tôi đã chết rồi. 500 đồng một lần, dạo này anh nghèo lắm mà. Bây giờ cô coi tôi là người gì đây? Tuy là tôi nghèo, nhưng mà tôi rất có chí khí. Tôi không làm bên B của cô đâu. Cô kiếm đại bên C đi làm đi. Tôi nhất định không làm. Tôi xuống dưới làm gì đi? Thi Tử Sơn, kiểu mới mùa đông năm nay. Còn nữa, điện thoại di động 2 triệu đồng và cái điện thoại này sẽ bao luôn cả đường dây diễn liên nước ngoài. Còn nữa, đây là đồ cạo râu hiệu mới nhất. Với lại còn có nước hoa mùi hoa lài nữa đây. Còn có đồng hồ và bút nguyên tử hàng hiệu. Đã lâu không thấy nhiều hiệu nổi tiếng. Thẻ tín dụng Bạch Kim. Làm bạn trai cho thuê của Hồng Bạch Lam này á, ăn cơm, coi phim, anh có thể xài thẻ. Nhưng mà cô trả tiền. Chỉ cần anh chịu ký tên, tất cả đều thuộc về anh. Cô coi Tử Sơn này là hạng người gì? Tuy rằng tôi nghèo, nhưng mà tôi có chí khí. Cô giết không? À, khoan đã. Còn có quà tặng hả? Còn có một điều khoản quan trọng phải nhắc nhở anh nha. Đó là một thứ 37. Chuyện giao dịch phải tuyệt đối giữ kín bí mật, nhất định không thể nói với bất kỳ ai, nhất là người nhà của họ Kim. Tại vì nhà họ Kim rất là nhiều chuyện. Nếu họ biết, cả thế giới đều biết. Thế giới mà biết rồi á, thì người theo đuổi tới tôi sao lại tin anh? Có hiểu chưa? Hiểu rồi. Nếu không phải tối qua Mỹ Lệ tiêu chảy thì không còn nhiều trứng chiên tới như vậy. Trời, tiền phát ký có ưu để cơm trưa, vừa tặng canh lại tặng chè. Tôi đã cắt đi nhiều tờ báo đó, coi nè. Có cái điện thoại này tôi nhất định sưu tầm đồ cổ. Cây kim đồng hồ này tuy rằng đã ngược đi, nhưng mà tôi đeo ngược lại thì đâu có vấn đề gì. Không sai, không sai. Thiên lý tặng hoa hồng, giật nhẹ mà tình nặng nè. Cũng cũng mà, đừng mờ. Không lấy thì cụ lét bây giờ đó nha. Đừng mờ, anh đi lấy cái đồ cạo lông chân của em. Vậy chưa của em làm sao ra mắt người ta. Không sao, cho em mấy cái đồng bạc kẹp từ từ nha, ngoan ha. Sao các người tiết kiệm quá vậy? Làm việc thiện không thể như vậy được. Phải giống như tôi,
bỏ ra một bộ đồ vest hàng hiệu. Trời ơi, thiệt là giá. Bà xã, em không cần hưởng ứng nhiệt tình vậy chứ. Cái gì chứ, đã giặt xong rồi, người chết không thể sống vậy, để đó cũng vô dụng thôi. Nè, con thiện đây. Con của bác Quỳnh đã chết lâu rồi. Làm việc thiện, anh ở số vàng biết được cũng không có ngại đâu. Không chừng chúng ta sẽ trúng số đợt sau đó. Nói cũng đúng ha. Nè cái gì nghe đây, hành động cứu Thi Tử Sơn đã bắt đầu. Xuất phát. Gì vậy, còn tiếc đồ cạo lông chân sao? Không đâu, cậu Sơn dù sao cũng là công tử gặp nạn, đưa đồ cũ cho cậu ta dùng sẽ thấy khó chịu lắm á. Tội cậu ta mà. Cũng phải ha, biết đâu cậu ta tưởng mình coi cậu ta là ăn xin, sẽ chạm tự ái đó. Vậy đi, lén bỏ đồ vô hộp tủ của ảnh, trà trộn với đồ của ảnh, để ảnh tưởng đồ này giống là đồ của ảnh. Cho dù ảnh biết không phải là đồ của ảnh, cũng không biết là của ai, phải không? Phải ha, ảnh muốn từ chối cũng không được. Thôi lúc bây giờ cậu ta đã đi, bộ nhân sự chúng ta hành động ngay. Lén lén đi tặng quà. Đồng hồ vàng. Đồ cậu đâu hiểu mới. Điện thoại di động mới. Quá, thẻ bạch kim. Sao lại vậy vậy? Hả? Chúng tôi cũng muốn biết đó. Nè nè, nè, có chuyện gì vậy? Nè, làm gì vậy? Nè. Sao vậy? Nè. Thì Tử Sơn, bây giờ không nhất thiết bắt anh nói, nhưng mà anh phải nói. Nói. Cái này là cái gì? Trời, anh chị đúng là bị ổi dám lục đồ của tôi ha. Nè, không biết ai bị ổi giả nghèo để gạt chúng tôi. Đúng. Phải đó, từ đâu có nhiều tiền như vậy? Liên quan gì tới mấy người chứ? Không liên quan, nghĩa là chuyện này không thể công khai. Hả? Anh Sơn đi cướp ngân hàng, hay là lấy tiền công quỹ, hay là bán máu? Anh ốm như vậy, bán máu cái gì? Nếu tôi đi cướp ngân hàng, tôi đi mua đồng hồ vàng ngay rồi. Lấy tiền công quỹ thì đã bỏ trốn mất tiêu rồi. Thì đúng đó, anh chị cũng biết nói rồi mà. Tóm lại tôi có khổ tâm không thể nào nói ra được, nhưng mà tôi khẳng định là không có làm chuyện gì phạm pháp. Nè, tôi biết rồi, cái cậu này có người bao, cậu có phải như vậy không? Trời ơi, thiệt là mất đạo nghĩa mà. Ai là má nuôi hả? Má nuôi của em gái hay không? Lớn tuổi thì chết càng mau, có phải như vậy không? Tôi đã nói rồi là không có. Nè, đã bắt quả tang rồi còn cứng miệng như vậy. Cậu ba làm gì? Tôi hỏi cậu một câu trả lời một câu, nếu như không sẽ bắt cậu uống cả bình dầu ớt này. Anh Cẩm à, tôi không có sợ cay, cho dù tôi uống cả bình dầu ớt bị viêm họng xuất huyết ra nữa cũng không sao đâu, tôi cũng sẽ không nói ra. Trời ơi, cậu ba ra tuyệt chiêu đi. Nè, làm gì đó? Nè. Muốn cậu mang thêm một chiếc vớ. Hai người bạn của tôi ghẻ lỡ lát độc tới kiếm anh đây nè. Anh Cẩm, anh Cẩm, đừng, tôi nói mà. Được rồi, thật ra là như vậy nè. Các người làm gì vậy? Chúng tôi mở bạc ti chơi giật ghế thôi mà. Anh Cẩm giỏi nhất chỉ có ảnh giật được thôi. Đã tới giờ ăn cơm rồi. Michelle kiếm chúng tôi có chuyện. Không có gì. Tôi không cản trở anh chị, tôi ra ngoài nha. Vậy hả? Phải, anh Sơn à, hôm qua mình mua vé số đã trúng giải ba đó, có đã anh em ăn cơm hay không? Cậu trúng số hả? Michelle à, sao cô lại nói ra như vậy chứ? Anh mua nhiều đồ tốt để tự thưởng cho mình, sao lại không chịu đãi anh em ăn cơm? Làm người như vậy không được đâu. Cậu không thể như vậy chứ, thiệt tình à. Tôi thiệt là có lỗi mà. Để bù lại tôi sẽ mời mọi người đi ăn bào ngư di cá có được hay không hả? Đừng bao giờ tiếc tiền của tôi nha, sẵn cho tôi xài thẻ luôn đi. Đừng đi ăn rồi, hay quá. Có bào ngư ăn rồi. Anh làm gì vậy? Tôi thấy là ghẻ lỡ lát độc của anh Cẩm đã truyền nhiễm cho tôi rồi đó. Anh còn nói nữa, xem chút đã bị bể mánh rồi. Cũng như là họ nói, anh thiệt rất là dở đó. Đừng có nói là tôi không nhắc nhở anh, một lát nhân vật mục tiêu xuất hiện không dễ đối phó đâu. Anh tốt nhất là phải chuẩn bị tâm lý, có biết không? Chuyện gì? Anh biết hay sao? Michelle. Brian, anh đã tới hả? Vậy được, để tôi giới thiệu cho anh biết. Ảnh là bạn trai của tôi, Tử Sơn. Cũng bảnh lắm chứ. Bảnh chỉ là vẻ bề ngoài của tôi, nội tâm mới là quan trọng. Mời ngồi. Không cần đâu, không cần nói thêm. Tôi không phải tới sau phòng đội với anh.
càng không phải đấu nội hàm. Michelle, tôi có tặng cho cô 3 món đồ. Nếu là hoa, sô-cô-la với hộp xoàn, tôi nghĩ là không cần. Không phải, 3 món đồ này chính là báo cáo sức khỏe và báo cáo sức khỏe. 3 bản báo cáo sức khỏe này xuất phát từ 3 bệnh viện khác nhau, có thể chứng minh cholesterol của tôi là 98 đó. Chà, đã vượt mức nghiêm trọng rồi. Không sai, để tỏ chân tình của tôi với Michelle, tôi không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Phục vụ, để cái đĩa hào sống này xuống. Anh tưởng anh thật sự yêu tôi sao? Tưởng sự yêu tôi hơn anh cả gấp trăm gấp vạn lần nữa. Phục vụ, cho 4 dĩa hào, 3 mâm hải đảm, với lại 2 con cá mực riêu châu đi. Anh Sơn, anh đừng có bỏ cuộc nha. Anh thật sự rất là yêu em mà. Anh không phải thiệt thích ăn hào sống sao? Hãy yêu em, yêu em, yêu em nhiều hơn. Yêu em mãi mãi, suốt đời vẫn yêu. Anh bạn, anh giỏi lắm. Yes. Anh đi đâu vậy? Ăn hào sống kiểu này, tôi nghĩ là 15 phút nhất định phải đi toilet một lần. Anh vẫn chưa có đi được đâu. Tôi vừa nhận được một cú điện thoại, anh lại có nhiệm vụ. Còn có mạng sao nữa hả? Yên tâm đi, lần này không cần ăn. Michelle, cô hãy quen với tôi đi. Nếu không, tôi sẽ nhảy xong chết cho cô coi. Tôi nhảy thiệt đó. Tôi không có biết bơi, xuống nước sẽ chết chìm ngay. Cô không tin hả? Tôi sẽ chết cho cô coi. Tôi chết cho cô coi. Tôi thật lòng thật giả với cô mà. Anh còn nói dối hả? Áo lặn nước giấy ni lông. Anh là diễn viên đã quen đóng cái màn ở dưới nước. Vậy mà gọi là yêu tôi thật lòng. Thật lòng yêu tôi thì phải giống như là bạn trai của tôi vậy á. Cởi áo đi, nếu làm trái hợp đồng là anh phải đền đó. Cô có nói là phải nhảy xong hồi nào đâu. Nè, đủ rồi, đừng có quá đáng thôi nha. Thật lòng yêu tôi thì phải như là bạn trai của tôi. Sao hả? Tới phiên anh đó. Cô đúng là một người đàn bà ác độc. Từ nay tôi sẽ không yêu cô nữa. Có sao không? Tôi không sao. Sao anh khỏe như vậy? Tôi biết là anh không sao. Bây giờ nghỉ việc, mau mặc áo vô, về nhà tắm rồi ngủ đi. Tôi đã không còn cảm giác. Hả? Vậy phải làm sao đây? Đừng có sợ, bác chú tinh khờ kia lấy ni lông để mà giữ ấm. Những đồ mà cô đưa cho tôi còn ở đây. Còn nữa, tiền thẻ tín dụng dạo này tôi ký, nhất định sẽ trả lại hết cho cô. Cho dù tôi vay nặng lãi thì tôi cũng phải trả hết cho cô. Đồng hồ này trả lại cho cô đó. Vậy là ý gì đây? Cô còn hỏi tôi là ý gì nữa hả? Cô đã khiến tôi ra nông nổi này, chỉ đơn giản là tôi không muốn làm nữa. Nè, anh đâu có thể bỏ ngang được. Anh đừng có quên là anh cũng có lợi. Được ăn hào tươi nhất nè, mặc áo đẹp nhất nè. Cùng lắm là gì? Anh còn thích gì, tôi sẽ sắp xếp cho anh. Cô Hồng à, cô làm ơn đừng có chơi tôi nữa mà. Lúc sáng tôi đi bác sĩ có nói với tôi là cholesterol trong một ngày thôi thì đã tăng vọt lên rồi. Bây giờ tôi bị trầy da trốc vậy. Ở chỗ này, thôi đừng nói nữa. Đơn giản thôi, hủy bỏ hợp đồng. Anh tuyệt tình như vậy, hết chỗ để xoay sở. Được,
Nếu anh quá tuyệt tình thì đừng trách tôi vô tình. Hai chúng ta đã ký hợp đồng rồi, không phải anh muốn hủy bỏ hợp đồng là được đâu. Có gì mà lớn lao đâu, cùng lắm là báo trước 7 ngày, hay là đền lại cho cô 7 ngày là được rồi. Anh đọc chỗ này đi, điều 8 chương thứ 73. Hợp đồng này có nói rõ chỉ có bên A mới có thể đề ra hủy hợp đồng, còn bên B quyết không có quyền lợi này. Nếu bên B cương quyết hủy hợp đồng, tất cả tổn thất của bên A sẽ do bên B gánh hết, kể cả tiền bạc và kể cả tinh thần nữa đó. Khoan đã, sao mày vậy quá vậy? Cô đổi hợp đồng. Chỗ này á có một hàng chữ nhỏ viết rõ là bên A có quyền thay đổi thêm bất cứ điều khoản nào. Đúng là điều ước bất bình đẳng, rõ ràng là ép tôi đi chết rồi. Không đâu, tôi chỉ là bắt anh phải bị mất sạch thôi. Nếu như anh hủy hợp đồng, tôi không những truy cứu tất cả tổn thất mà còn phải kiện anh. Tôi còn đi nói với hoàng thượng là anh đi làm thêm nữa. Tới lúc đó anh sẽ mất hết cả công việc này, không được mặc áo đẹp, không có đồ ngon để ăn. Các công việc cũng bị mất luôn, mất luôn 4.300. Bạn bè cũng mất sạch, cả nhà cô Từ sẽ khi dễ anh. Lúc đó thì anh không còn cái gì hết, còn phải đang rổ mây ở trong khám cho đến già. Cô thiệt độc ác. Tôi cũng chỉ là nói như trong hợp đồng mà thôi, chứ đâu có đối với anh như vậy đâu. Tôi rất là ngưỡng mộ anh. Khờ quá đi. Bây giờ anh đã làm rồi, anh đã lỡ bắt tay vào, tại sao lại không làm tiếp tục, kiếm thêm tiền về quê để mà xây nhà? Cùng lắm á là tôi không bắt anh nhảy sông nữa, có được không? Anh hãy làm việc cho tôi nhất định sẽ không bạc đãi anh, có biết không? Ngoan đi, anh không phải nằm dùng, tôi không phải là cảnh sát. Tôi hứa với anh, tôi sẽ không bắt anh làm hết 3 năm rồi lại 3 năm nữa. Thơm quá. Ăn cơm rồi hả? Chị hai chưa nghỉ việc, ăn canh đã. Trời, dạo này Động Mật Viên làm ăn khá mà. Anh chưa biết thôi, dạo này ít khi ở nhà ăn cơm. Chà, đồ ăn bên ngoài thì làm sao mà ngon bằng canh của chị Sa nấu chứ, có phải vậy không? Thích thì ăn thêm chén đi, tự múc ha, tôi vào xào đồ ăn. Ha, mấy cái phim tivi nói thông thường nam vai chính từ thiên đàng xuống địa ngục thì cái đám bạn bè xấu thịt tất cả đều trốn hết. Chà, tại sao mấy người bạn của cậu còn chơi với cậu vậy chứ hả? Xin lỗi nha. Alo, bây giờ hả? Được, tới ngay, tạm biệt. Xin lỗi nha, tôi có việc phải ra ngoài một chút, tôi không ăn nữa, mọi người cứ từ từ ăn. Tạm biệt. Nè, một người đàn ông vừa giả như vậy không phải vì đàn bà thì làm gì tiền? Thấy cậu ta cái má hồng ra, cặp mắt thì long lanh lóng lánh, nhất định là vì đàn bà rồi. Con cũng nghĩ vậy á. Đàn ông trẻ tuổi hăng máu ai mà không háo sắc chứ, đúng không? Kim Nguyệt, có phải đang nói bản thân mình không? Cái khăn tay này của ai tặng cho anh? Nói cổ tên gì, mấy tuổi, ở đâu, cao bao nhiêu, nói mau. Trời nè, bớ người ta, khi không sao lại có thứ đồ này chứ, anh có làm lỗi gì đâu. Phải đó, cho dù chị phán ảnh tử hình cũng cho anh biết đã xảy ra chuyện gì chứ. Trong túi quần của anh chị mới vừa kiếm ra được. Cái khăn tay này của ai tặng cho anh? Chà, rõ ràng ở trên đó viết chữ Emmanuel mà. Anh đúng là vô lương tâm. Em đang mang bầu mà ra ngoài ăn chơi, có phải người nè, không? Anh... Trời ơi, chị cũng thiệt tình nữa. Anh ba chỉ là ra ngoài chơi cho vui thôi. Chồng của bà bầu nào mà không giống như ảnh. Em đâu thể nói như vậy. Chị sẽ đi hội bình đẳng, chị sẽ kiện em đó. Chị thiệt tình quá, vừa ngăn ngược phiền phức, có đàn ông nào chịu nổi chị? Em nói đủ rồi, ngưng. Vừa rồi em nói kiếm được cái khăn tay ở cái quần nào, có phải là cái quần này không? Đã bắt được quả tang rồi còn chối nữa. Chối cái khỉ gì mà chối, thiệt tình là có phải em mang bầu bị điên không? Cái quần này đâu phải của anh đâu, anh vốn ghét nhất là cái màu này, là quần của người khác đó. Như là phải ha. Mà còn định là nhờ kia gỗ để thoát thân cho anh. Cậu ba, nếu là đồ của cậu thì nhận cho sớm đi. Ê, bắt cậu gánh cũng không sao nghe, nhưng mà phải mặc vừa cái đã chứ. Quần này không phải của anh, không phải của cậu, vậy của ai? Nè, sao lấy cái quần của cậu Sơn? Hả? Nè đó, rõ chân tướng rồi nghe. Em đâu có biết, thấy ảnh lịch sự như vậy, đâu biết ảnh có một cái quần bông chứ. Ăn mặc của đàn ông thường thì phải thay đổi tùy theo phẩm vị của phụ nữ.
Một lần nữa khẳng định anh Sơn nhất định đang yêu đương. Khoan, con dễ cái khăn tay này thấy ở đây khiến con nghĩ tới một người. Không phải chứ hả? Đừng có nói nữa. Nếu như anh cần sửa bản thiết kế thì có thể báo với chúng tôi mà. Anh giúp đỡ tôi như vậy, tôi nhất định sẽ kiếm anh. Phải rồi, tôi nói là đãi các bạn uống nước nè. Cảm ơn. Cảm ơn ông Dương. Khách sáo làm gì chứ, thiệt tình. Hả? Tôi đi đây. Ông Dương. Ông làm rớt đồ nè. Cảm ơn anh nha, anh đẹp trai. Ông Dương ở bên đây. Nè, các người có nhìn thấy cái khăn tơ đó không? Kiểu này là hàng hiệu, lâu nay ông vẫn dùng mà. Wow, mấy cái đồ ăn nhám nhúa này, nếu mà nói ngẫu nhiên, em thiệt là không tin. Hèn chi cậu ta dạo này được dư giả tới như vậy luôn á. Hèn chi dạo này thường hay ra ngoài. Hèn chi hễ điện thoại tới là phải đi ngay. Bởi vậy không có má nuôi thì có ba nuôi. Cậu Sơn biểu tôi nói với các người, cậu ta bận việc phải đi ngay. Hả? Không lẽ đi chung với ông Dương? Vậy thì không biết à, thấy họ đi chung một thằng mấy. Dạ, có cậu ta kìa, đồ vest cũng thay rồi, quyết định đi gặp tình nhân rồi. Thôi chúng ta đi uống trà đi cho rồi. Không được, đã tới rồi phải coi xảy ra chuyện gì chứ. Phải chụp lại những cảnh âu yếm của họ mới có thể làm tiền họ Dương kia. Không thể làm chuyện phạm pháp được đâu. Đi. Đã tới rồi. Bạch Lam em yêu. Anh Sơn yêu. Hồng Bạch Lam. Em yêu anh quá. Anh cũng vậy.人生总要到某些关头，忍，团结就会。